Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cây cà gai leo. Đây các bạn nhìn đây là cái cây cà gai leo. Cây cà gai leo có rất là nhiều cái tác dụng chữa bệnh, hỗ trợ điều trị chữa các bệnh liên quan đến gan. Ví dụ như là viêm gan B, xơ gan, u gan, rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ vân vân. Nguyên chất được phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng rất là đảm bảo. Đây các bạn chú ý đây là cây cà gai leo đây. Đó. Cái cây cà gai leo này cái thân của nó khá là nhỏ. Và nó có gai ở trên thân. Đây là cái cây cà gai leo nguyên chất. Các bạn chú ý. Đây. Các bạn để ý đây nhé. Đó. Các bạn nhìn thấy cái gai ở trên cái thân cây cà gai leo này. Cái cây cà gai leo này thì dùng để điều trị một số cái bệnh. Ví dụ như bệnh viêm gan B, xơ gan, rồi u gan. Hỗ trợ điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ rất là hiệu quả. Đây thì mình đóng hàng thành cái gói như thế này. Rất là đảm bảo. Mỗi gói là 1 kg để gửi tới tận tay của khách hàng. Bên mình chuyển hàng Hàn Quốc. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy liên hệ với số hoặc bên mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn chú ý là cái cách sử dụng cái cây cà gai leo này. Trong phạm vi cái video này thì mình cũng hướng dẫn các bạn biết cái cách sử dụng cây cà gai leo sao cho hiệu quả và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Thứ nhất là các bạn mua cái cây cà gai leo này, cái loại cà gai leo nguyên chất đảm bảo như thế này. Và thì các bạn sử dụng như sau. Các bạn lấy khoảng độ 30-40 g cái cây cà gai leo này. Nghĩa là 1 kg này các bạn có thể sử dụng trong 20-30 ngày. Đó, 1 kg này các bạn chia làm 20-30 phần thì sử dụng cho 20-30 ngày. Tức là mỗi một lần nấu thì các bạn lấy khoảng 30-40 g. Các bạn nấu cho 1 lít-1,5 lít nước. Các bạn đun sôi để nhỏ lửa 10 phút. Sau đó các bạn để nguội và sử dụng như nước uống hàng ngày bình thường. Tuy nhiên là khi mà nấu cái cây cà gai leo này thì các bạn chú ý cho mình những điều sau. Một là bản thân cái cây cà gai leo này nó có gai. Chính vì vậy là trước khi nấu thì các bạn nên lấy khoảng độ 30-40 g các bạn cho vào cái giá thưa ấy. Các bạn rửa qua bằng nước sạch để cho những cái lông ở trên cái lá của cái cây cà gai leo này và một phần cái gai nó rụng ra thì nó trôi bớt đi. Đó là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai là sau khi các bạn cho vào ấm, các bạn đun sôi thì các bạn chắc lấy cái phần nước. Chắc lấy cái phần nước ra cái ca lớn, sau khi là để khoảng độ 10-15 phút là cái cắn của cái cây cà gai leo này nó sẽ lắng xuống, bao gồm là cái lông của cây cà gai leo và cái gai nó rụng ra, thì nó sẽ lắng xuống đáy, chúng ta chắt lấy phần trên và chúng ta bỏ cái phần cắn đi. Chúng ta uống sử dụng cái phần nước ở bên trên để cho nó đảm bảo an toàn nhất cho chúng ta. Và cái thứ ba là cái cây cà gai leo này, nó là cây cà gai leo nguyên chất, chính vì vậy các bạn nên đun uống trong ngày. Nghĩa là một ngày các bạn uống được bao nhiêu nước thì các bạn đun bấy nhiêu để các bạn sử dụng hết trong ngày. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên để cái cây cà gai leo này đã đun vào trong tủ lạnh để đảm bảo vừa vệ sinh an toàn mà khi mà chúng ta uống thì nó sẽ cảm giác thấy nó ngon hơn một chút, dễ uống hơn một chút. Đó, các bạn chú ý là khi mà nấu cái cây cà gai leo này các bạn ước lượng đủ một lượng nước, ví dụ như một ngày các bạn uống hết khoảng 1,5 lít hoặc 2 lít nước thì chúng ta cho vào, chúng ta đun với lượng nước như vậy và chúng ta uống hết trong ngày. Các bạn không nên là để đun lại trong ngày hôm sau, thì khi mà chúng ta để đun lại ngày hôm sau thì cái cây cà gai leo này rất dễ bị thiêu, chính vì vậy nó rất dễ gây ra cái đau bụng đi ngoài không mong muốn. Chính vì vậy là mình khuyên các bạn nên sử dụng cái cây cà gai leo này trong ngày. Các bạn uống hết xong các bạn đổ đi. Ngày hôm sau các bạn lại lấy khoảng 30-40 g mới. Các bạn đun một đợt mới uống. Các bạn đun buổi sáng các bạn uống trong ngày đến tối là hết là hợp lý. Đó. Đó là những cái lưu ý và cái cách sử dụng khi mà các bạn sử dụng cái cây cà gai leo này để đạt được cái hiệu quả cao nhất.